Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Văn Nhân, 42 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Nhân là đối tượng đã có một tiền án tội trộm cắp tài sản, mới ra tù cuối tháng 9 năm 2019. Sau khi mãn hạn tù, Nhân không có nghề nghiệp và sống lang thang tại Phú Mỹ. Tối ngày 1 tháng 12, Công an phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ kiểm tra hành chính, phát hiện tại nơi Nhân cư trú có hai chiếc xe mô tô hiệu Wave RS và một chiếc xe hiệu Rim. Tuy nhiên, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hai chiếc xe. Tiếp tục làm việc tại trụ sở công an phường, cơ quan công an xác định chiếc xe máy hiệu Wave RS là tài sản đã bị mất cắp vào ngày 15 tháng 11 tại cổng chợ Ông Trịnh của anh Đinh Phi Hùng, trú tại thị xã Phú Mỹ. Theo lời khai của Nhân, chiếc xe còn lại cũng là tài sản y trộm cắp được tại khu vực khu phố Sông Vĩnh, phường Tân Phước vào cuối tháng 11 năm 2019. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ chủ nhân chiếc xe trên và xử lý đối tượng theo quy định.